Ngân hàng Trung ương Anh vẫn tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản ở mức cực thấp, chỉ có 0,5%. Giới chuyên gia nhận định điều này cho thấy phải một thời gian nữa Anh mới rút lại gói nới lỏng định lượng, mặc dù hiện tại tốc độ hồi phục kinh tế đã tương đối ổn định. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết sẽ không nghĩ đến chuyện siết lại chính sách tiền tệ cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 7%. Hiện tại chỉ số này đang là 7,7% và lạc quan nhất mà nói thì phải đến năm 2016 mới đạt được mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương đề ra. Giới chuyên gia tỏ ra đồng tình với quyết định của Ngân hàng Trung ương. Họ nhận định phải một thời gian nữa Anh mới thu hẹp được gói QE, nhất là khi kế hoạch lạm phát giữ mốc 2% cũng không chắc sẽ thành công vì thực sự lạm phát ở Anh chưa có tiến triển gì rõ rệt. Mục tiêu lạm phát chính thức mà Ngân hàng Trung ương đặt ra là 2%, kế hoạch lâu dài của họ là như vậy. Với tình hình hiện tại thì hy vọng hồi phục và đạt được mức lạm phát đó chưa thật sự rõ ràng. Vì vậy có lẽ họ cần phải chờ thêm một vài số liệu trung gian nữa để hoạch định những bước đi kế tiếp. Giới phân tích cũng như các chuyên gia kinh tế Anh nhận định các động thái của Ngân hàng Trung ương hiện nay chứng tỏ sự minh bạch trong chính sách của cơ quan này. Hiện nay các ngân hàng trung ương luôn chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ, kế hoạch và phân tích của họ. Và đó là một bước tiến lớn, bởi nó giúp người dân, nhà đầu tư, thị trường dự đoán được chính xác hơn diễn biến tiếp theo. Từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn mỗi khi Ngân hàng Trung ương đưa ra động thái gì. Mới đây thì Ngân hàng Trung ương Anh vẫn giữ lãi suất cơ bản ở mức 0,5% và quy mô của gói nới lỏng định lượng QE vẫn là 375 tỷ bảng Anh.